Chào mừng các bạn đến với kênh Latest One PM. Trong video ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu câu đố số 14. Nội dung câu đố là đen đi trước và giành lợi thế. Câu đố này mình đã thách đố các bạn trong video xe tượng thắng xe. Bạn nào chưa xem video có thể click vào chữ Y góc trên bên phải màn hình xem lại hoặc tạm dừng video tại đây vài phút để thử sức câu đố này nha. Quan sát thế cờ ta thấy trắng lợi hơn về lực lượng khi còn hơn hai tốt. Vua đen thì bị khóa chặt, nên tốt nhất cho đen vào lúc này là tìm kiếm một trận hòa. Xem qua các đáp án từ các bạn, mình xin tổng hợp và công bố đáp án chính thức như sau. Đầu tiên, xe đen G6 chiếu. Có 3 trường hợp ở đây. Trường hợp 1, nếu vua trắng ăn G6 hay tốt ép ăn G6 thì hòa bát. Vì đến lượt đen đi mà không có nước đi nào hợp lệ. Nếu vua trắng đi F7 hoặc E7, xe đen G7 chiếu xin tuyệt đối bắt chết xe trắng. Trắng mất xe và dễ dàng thua cuộc. Nên nước cờ tốt nhất cho trắng là đi vua E5. Xe đen tiếp tục đi E6 chiếu. Nếu vua hay tốt ăn xe là hòa bát ngay. Buộc vua trắng di chuyển, nhưng di chuyển đến đâu thì cũng bị xe đen chiếm vững điểm, dẫn đến hòa. Các bạn có đáp án đúng cho câu đố này là Võ Quỳnh Anh Tú, Kaneki Ken, Lê Thành Trung, Quân Minh. Cảm ơn tất cả các bạn đã gửi đáp án cho câu đố. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.